Hoàng Thị Ngọc. Dạ, tại vì bệnh tim đúng không? Dạ. Tim này là còn viêm thực quản này. Dạ. Rồi, viêm thực quản. Nghỉ làm lâu rồi đúng không? Mấy năm rồi. Dạ. Nhưng mà tim tình cũng có cho hả? Dạ. Đi không ai cho hết chưa? Dạ. Thì đó giờ là không ai cho mùa gì hết đúng không? Đi không phải cho. Dạ. Bây giờ là bà chỉ ở đây mỗi ngày thôi mà không có tiền trợ cấp gì hết. Có. Có trợ cấp hả? Nhưng mà tim á, để còn ở ba cái nha. Dạ. Và tim này là tim nặng, bác sĩ chỉ có nói. Lúc nào nó đỡ rồi. Dạ, thôi cho bà đừng buồn. Thì sắp tới đây là bây giờ là thứ hai thì con sẽ quay lại con cả bà đi ra ngân hàng để làm một cái tài khoản. Dạ. Sau đó rồi một tuần con sẽ quay trở lại, có thể là quay trở lại để rút cái số tiền để con coi nhà một xíu chợ hoặc là như nhà bà rồi nên con quay lại. Dạ. Thì hơi một xíu nhưng mà mọi thứ nó cũ quá rồi. Dạ. Không có gì đâu, chú nói mua một tết. Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi. Còn không biết à. Dạ, thì có mình bà với lại có mấy người trên khác.